mong rằng món quà này sẽ gửi đến bố và là niềm vui động viên bố nè, để giữ vững tinh thần và luôn tin tưởng rằng hai mẹ con mình ở nhà là hậu phương vững chắc cho bố, đúng không nè? Con đi học với mẹ, ba dưới trời đào xa, ở nhà con cũng ngoan, cả nhà thương ba lắm. Mẹ bảo ba đen cháy vì nắng gió trường xa, nhớ ba con sung sinh làm bộ đội hải quân. Nghe những lời hát này của chị Trần Thị Thanh Thảo và con gái gửi đến người chồng, người cha đang công tác nơi biển đảo, những người có mặt trong đoàn công tác của chúng tôi đều bồi hồi xúc động. Và chúng tôi biết rằng chuyến đi này không chỉ là một chuyến công tác bình thường, mà còn mang trọng trách chuyên chở những món quà, những tình yêu và hy vọng của gia đình, hậu phương đến các chiến sĩ nơi đảo xa. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2024, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức hai chuyến tàu chở đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn JK1, các tàu trực trên biển và trạm radar 590 Côn Đảo. Những phần quà như thịt heo, thịt gà, gạo nếp, lá rong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào cùng với bánh mứt và nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi tặng cho các chiến sĩ ở các nhà giàn JK1 có một cái Tết ấm áp giữa biển khơi. Bên cạnh kiểm tra, thăm hỏi và chúc Tết, đoàn công tác cũng tiến hành thay quân tại các nhà giàn JK1 với 5 đồng chí. Yêu nhau được 5 năm, hạ sĩ Trần Tấn Giàu thuộc tiểu đoàn JK1 và bạn gái là chị Lê Thị Quỳnh Như sắp phải tạm xa nhau khi chàng lính trẻ chuẩn bị lên đường đi làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Có mặt từ rất sớm để tiễn người yêu, chị Như chuẩn bị thật kỹ từng món nhu yếu phẩm, dặn dò người yêu từng chút một. Bạn đến đợi em từ lúc 7 giờ ở ngoài đảo, thì nãy giờ tụi em cũng có bốc hàng cái kiểu gì, tầm giờ này tụi em ra đón nhau vô thôi, chờ lát đợi làm lại vô thôi. Thì cảm xúc của em là kiểu bồi hồi nhớ nhà, kiểu vừa bồi hồi vừa nhớ nhà, vừa tự hào vì kiểu mình đi cống hiến cho tổ quốc, đi ra ngoài là kiểu tuyến đầu bảo vệ tổ quốc thì cũng có nhiều gian nan. Đi mình phải yên tâm ở ngoài công tác, ở nhà thì cơ mẹ thì em ở nhà em lo, đừng có lo lắng gì. Trong đợt thay quân này, các chiến sĩ trẻ lần đầu đến nhà giàn JK1 để thực hiện nhiệm vụ, lần đầu phải đối mặt với đầu sóng ngọn gió, với không ít những chông gai nguy hiểm. Tuy nhiên, sự quan tâm động viên của gia đình, hậu phương luôn là chỗ dựa vững chắc để các chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ. Chuyến đi dự kiến kéo dài từ 15 đến 17 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết trên biển. Hai đoàn công tác cũng sẽ vận chuyển 22 tấn hàng hóa, gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm được chuẩn bị theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán.